Dạ, kênh là TK Bonsai, kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi tiếp tục mình đến vườn kiển vườn mai của anh Tình ở Slash Bến Tre. Thì mời cô chú anh chị nhìn vô luôn ha. Lục bình mai. Đây, mỗi cây thì kết 24 cây. Chín giờ. Giả hột, giả ghim. Rất là đẹp luôn ha. Thì cô chú anh xem mình ủng hộ ha. Liếc qua, cảm ơn cô chú đã ủng hộ ha. Hết, tiếp tục lên hàng mới nha chú anh chị bạn. Rồi vô clip luôn chú anh chị bạn ơi. Rồi chào anh Tính ơi. Rồi em chào anh Linh. Chào kênh anh là TK Bonsai ha. Thì hôm nay em cũng lên cái clip tiếp theo ha. Thì địa chỉ của em cũng là xã Thăng Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số máy điện thoại là 0898147896. Thì hôm nay em lên mặt hàng cái loại cao ha. Rồi cũng cảm ơn cô chú những clip vừa qua cũng đã ủng hộ, cũng hết bình heo chú. Thì em cũng tiếp tục lên clip tiếp theo ha. Rồi địa chỉ của em cũng là xã Thăng Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Số máy điện thoại là 0898147896. Cũng là số Zalo chú Tình ha. Rồi em đỡ mất thời gian thì em cũng vào cây số 1 ha. Rồi vào cây số 1 với chú chị bạn. Rồi cây số 1 là một cây bình lục bình mai ha, em kết từ 24 cây ha. Mai toàn bộ quấn rễ ha, bông từ 8 9 7 7 5 6 5 8 nhé. Lộn rồi. 5 9 10 cánh ha. Từ 5 đến 12 cánh. Cho chắc ăn. Tại những cây mai gin mà. Mai gin nó chú dẫu gin ha. Rồi hoành thân từ bằng ống hút, từ bằng đĩa khuốc ha. Bông rễ nha chú. Rồi, bữa nay em lên chỉ có một mặt hàng thôi chú. Đồng giá luôn ha. Đồng giá ha. Rồi chiều cao cái này được là 92 ha chú, 90 92 ha. Rồi, chiều cao 92 cái này loại cao ha chú. Rồi hoành đế là được 53 ha. Rồi hoành đế 53. Cái bụng đường 102 chú. Đo luôn cái cổ một cái luôn nè. Cái cổ là được 44 của chú. Cổ bên cổ 44. Cái này loại cao hả chú? Điều. Loại cao. Rồi cái này tính là mã số là T đi chú ơi. Rồi, 1T. 1T ha. Rồi cây này em giao lưu cô chú là 1T này là 1.150.000 ha. Rồi, 1.150.000 ha. Mình bán ship toàn quốc thôi chú. Một cặp thì nó là có giá hữu nghị ha, một cặp là 2.1 của chú. Rồi em đổi qua cây T2 luôn chú ơi. Rồi, phép đổi cây. Mà số T2 của chú gì bạn? Rồi, cũng kết từ 24 cây ha. Rất là đều, 24 cây. Mai toàn bộ quán rễ. Bọc từ 7, 8, 9, 12 cánh ha. 5, 7, 9, 12 cánh ha cô chú. Chiều cao cái này được. Cái này nó tới 93 cô chú. Rồi, chiều cao 93 cô chú như vậy bạn. Rất là cao ha cô chú. Từ 24 cây ha. Rồi hoành đế là được 55 ha. Rồi, hoành đế 55. Cái bụng là được 102 cô chú. Rồi, hoành cổ luôn. Cái cổ là được 44 ha. Rồi mình có 44. Này rất là đều ha các bạn. Rồi cây này cây T2 này em muốn giao lưu của chú là 1.150.000 ha chú. Rồi 1.150.000 mã số T2. Rồi em đổi qua cây T3 luôn. Tiếp theo mã số T3. Này mai toàn bộ mai quán rễ chú. Rồi toàn bộ dẻo con ha. 5, 7, 9, 12 cánh thôi chú. Hôm nay chiều cao này được 90 nha cô chú. Đó, chiều cao 90. Rồi cái đế là được 53 ha. Còn mình bụng. Mình bụng mình được 103 thôi chú. Còn bụng 103. Rồi cái cổ là được 45 ha. Dạ, mình có 45 rồi chú chị bạn. Anh em nhìn kỹ ha. Tham khảo đều. Rồi cây T3 này em cũng giao lưu cô chú là giá cũng là 1.150.000 ha. Rồi, em bao ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha. Cái loại này cao hả chú? 1.150.000 loại cao. Rồi em đổ qua cây T4 luôn. Cho xem mã số T4 của chú chị bạn. Đây, con lục bình mai. Kết từ 24. 24 cây. Mai toàn bộ quán rễ ha. Bông từ 5, 9, 7, 12 cánh ha. Rồi nó kết dính rất là đẹp nha chú chị bạn.
liền khối luôn á. Rồi em đo chiều cao luôn. Rồi chiều cao. Rồi chiều cao được 90 luôn chú. Chiều cao cái này 90. Rồi cái đế là nó cái này T4 luôn chú. T4 là T4 lộn. Rồi cái đế là được 54 ha. Rồi quần đế 54. Cái bụng là được 102 ha, 103 thôi chú. Rồi 103 cổ. Cái cổ là nó được là 45 ha chú. Rồi, cổ 45. Rồi cây T4 này em cũng giao lưu của chú cũng là giá 1.150.000 ha. Rồi 1.150.000 nghe chú chị bạn. Một cặp là 2.1 thôi chú. Rồi em đổ vào cây T4 luôn. Một cặp 2.1, một cây thì 1.150.000. À anh em lấy một cặp thì kêu em được thì em sẽ lựa một cặp tương xứng cho anh em ha. Chắc là điều làm nhà. Rồi T5 đúng không chú? À, số T5. Rồi em đo chiều cao luôn. Chiều cao là được là 90 thôi chú. Rồi chiều cao 90 của chú anh chị bạn ơi. Cái đế là được 53 ha, 52 ha. Đế 52. Cái bụng thôi chú. Cái bụng là được 101 thôi chú. Rồi. Cổ. Cái cổ là được 44 ha. Chắc rồi cây T5. Rồi em cũng giao lưu của chú là 1.150.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn của chú. Rồi 1.150.000. Rồi em đổ qua cây T gì à? T6 hả chú? Chút xem mã số T6. Bình thì nó cũng căng đổi giống nhau ha. Tương đối khá giống nhau. Mã số T6. Tất cả đều kết 24 cây. Tất cả là mai kết 24 cây hả chú? Dạ. Chiều cao cây này được 92 hả chú? Rồi chiều cao 92. Còn đế ha. Đế nó cũng cỡ cỡ. Đế này được 53 hả chú? Rồi. Đế này còn xuống nữa ha. Mình bụng là được 102 hả chú? Cái cổ là được 44 ha. Rồi, mình cổ 44. Chắc là đẹp điều không? Đó. Rồi cây T6 này em cũng giao lưu của chú rồi 1.150.000 ha. Rồi em bao ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha. Rồi T6 1.150.000 bao ship tới nhà luôn cô chú như bạn. Rồi em đổ vào cây T7 luôn ha. Một cây thì 1.150.000, hai cây thì 2.1, tất cả đều bao ship. Một cặp thì có giá hữu nghị không chú? Rồi em đo chiều cao luôn. Rồi, chiều cao cái này được 92 của chú. Rồi chiều cao 92. Rồi cái cổ, cái bụng, cái đế là được 52 ha chú. Rồi quần đế 52, quần bụng. Rồi cái bụng là được 101 ha. Rồi quần bụng 101. Rồi cái cổ là được 44 ha chú. Rồi giỏ hộp, giỏ ghim. Từ 5 đến 12 cánh. Rồi à, này là toàn bộ là giỏ ghim không chú? Quán ghế, để quán ghế. Ghế quán ghế ha. Rồi cây T7 này em muốn giao lưu cô chú là 1.150.000 ha cô chú. Rồi 1.150.000. Em bao ship cho cô chú tới nhà luôn ha. À, số T7, tất cả bao ship ha. Rồi, cái rồi em đổi qua cây T8 ha. Tiếp theo mã số T8. Cái này là loại bình cao thôi chú. Anh em nhìn kỹ nó thì nó khác nhau, phân biệt rất rõ ha. Bình cao, loại bình cao không có cái gì vậy. Đó là bình lùng. Rất là đều. À, những clip vừa qua thì mấy bình lùng em thì em cũng bán hết rồi. Trong em cũng giao lưu thành công hết ha. Thì hôm nay thì em tiếp tục lên clip mới ha, mai cao ha. Lục bình mai cao. Rồi cái đế này được 54 không chú? Rồi quần đế 54. Cái bụng ha. Cái bụng là được 103 không chú? Cái cổ thì đo mỗi cây cho cô chú mình xem ha. Cho cô chú mình hình dung ra ha, 44 không chú? Rồi cổ 44. Chết rồi. Giờ này mình hình dung ra coi nó có tích cỡ bao nhiêu ha. Rồi cây T8 này em cũng giao lưu vô cô chú cũng là 1.150.000 ha. Rồi 1.150.000 ha. Cô chú nhìn kỹ bình thì nó cân đối giống nhau ha chú. Rồi em đổi vào cây T9 ha. Để xem mã số T9.
một bình mai, bình bự, bình cao, tất cả đều kết hết. Mai rất là sung khỏe không chú? Đó, một tầm. Rồi em đo chiều cao luôn coi chú. Chiều cao cũng là 92 không chú? Rồi chiều cao 92. Cái đế ha, cái đế được 55 không chú? Rồi quần đế 55. Cái bụng là được 101 ha. Cái cổ, cái cổ là được 44 không chú? Mã số 9 ha, lục bình mai. Rồi mã số T9 này em cũng giao lưu của chú, cũng là giá là 1.150.000 ha. Bao ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha. Rồi, rồi em đổi cây luôn. Bao ship luôn. Mã số T9. Tiếp theo mã số T10. Rồi, cũng mã số T10 cũng là lục bình mai của chú. Cũng kết từ 24 cây mai ha. Mai toàn bộ quấn rễ ha, bông thì từ 5, 7, 9, 12 cánh thôi chú. Mày giấu ghim ha, giấu hộp. Tất cả quấn rễ nó kết thành một khối rất đẹp ha quý bạn. Đây đế nữa kết một khối rất đẹp, rồi thân nó có dính liền với nhau. Rồi cái bình thân đàn này nó tới 58 không chú? Mình đế ha. Mình đế 18. Cái bụng này được 103 ha chú? Rồi bụng 103. Rồi cái cổ là được 44 ha. Thì anh em cứ nghĩ sau này nó sẽ khối dính liền với nhau ha. Em định hình đó, đó sau này nó sẽ liền với nhau ha, nó lớn hai cái này nó chèn ép nhau, nó sẽ liền với nhau thôi chú. Đúng rồi, nó liền nhau rồi cái mình tháo cắt dây ra ha, tới dài năm ạ. Rồi cây T10 này em cũng vô lưu của chú, cũng là giá là 1.150.000 ha. Em bao ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha. Số điện thoại của em 0898147896 ha. Em tên là Tình nha cô chú, thì cô chú cần gì cứ liên lạc trực tiếp em ha. Có chú hợp nhãn cái nào rồi, thì em đổ qua cây lớn có khuyến mãi luôn. T11 luôn. Rồi, tiếp theo mã số T11. Nhắn tin em không gành đâu chú. Điện đi cô chú anh chị bạn. Rồi cây T11 ha. Mã số T11. Rồi em đo chiều cao luôn. Rồi chiều cao cũng là 90 thôi chú. Rồi chiều cao 90. Cái đế là được 51 ha. Cái bụng là được 101. Cổ. Cái cổ cũng là 44 nha chú. Rồi, cổ 44. Rồi, cây T11 ha. Rồi, cây này em cũng giao lưu của chú là 1.150.000 ha. Em bao ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha. Rồi, tất cả đều đồng giá là 1.150.000. Rồi, em đổi qua cây T12 ha. Rồi, tiếp theo mã số T12. Cũng kết từ 24 cây mai không chú? Mai toàn bộ là mai giỏ hộp, giỏ ghiên ha. Bông từ 5, 7, 9, 12 cánh không chú? Rất là đều. Từ ngô ha, rất là đều. Rồi em đo chiều cao ha. Rồi chiều cao cái này được 91 không chú? Rồi chiều cao 91. Rồi quanh góc. Quanh góc là được 52 không chú? Rồi quanh góc 52. Rất đều đẹp luôn ha. Rồi cái bụng là được 101 ha. Cái cổ là được 43 ha chú. Rồi quanh cổ 43. Rồi cây T12 này em muốn giao lưu cô chú là 1.150.000 ha. Mà ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha chú. Rồi số điện thoại của em là 0898147896 ha chú. Tên là Tình ha. Rồi dạ. Em đổ qua cây T13 luôn đó chú. Tiếp theo mã số T13. Rồi, cũng ra cái từ 24 cây mai ha. Mai toàn bộ là mai quán rễ thôi chú. Giấu ghim ha, giấu hộp không chú. Chắc là đều chứ như vậy. Anh em nào mua mai con thì em cũng vẫn bán ha. Tại em có lên ha. Thì cứ mua mai con thì cứ điện em ha. Rồi, mai con có sẵn luôn. Mai cao 1 mét ha chú. Mai cao 1 mét ăn lên ha. Rồi chiều cao. Chiều cao là được 90 không chú? Rồi, chiều cao 90. Cái đế ha. Kết từ 24 cây mai không chú? Rồi quanh đế là được 54 ha. Rồi quanh bụng. Nên em coi nó kết từ 24 cây mai nó chắc rất là chắc chắn, chắc là dày cộm ha cô chú. Mà đều,
tiền thôi em, vậy mà đi. Rồi 102 ha. Rồi bên bụng 102 cô chú như vậy. Rồi cái cổ là được 44 ha. Rồi mình cổ 44. Rồi cái T13 này em muốn giao lưu cô chú là giá là 1.150.000 ha. Rồi 1.150.000. Em bao ship tới nhà luôn chú. 2 cây cặp thì 2.1, tất cả đều cặp thì 2 ha. Một cặp thì 2.1 thôi chú. Bình mai kết nữa, kết dính hay kết tẹp nhưng mà khối ha. Rồi tiếp theo là T14 luôn chú. Cũng kết từ 24 cây mai ha. T14. Rồi em đo chiều cao. Chiều cao cây này đã được 92 không chú? Rồi chiều cao 92. Cái bụng cái đế là được 55 ha chú? Rồi bụng đế 55. Rồi cái bụng là được 102 ha. 101. 101. Cái cổ cũng là 44 không chú? Rồi quần cổ 44 của chú gì ba đây. Này anh em nữa giờ anh em vô dây anh em bật ra lên. Rồi, đó, nó ra miệng bình không chú? Bỏ bẻ đều ha. Bung ra. À, bung ra ha. Xè ra. Còn trong thân này nó sẽ anh em về một tháng nó sẽ trong thân này nó sẽ xì ra ha. Đó, những cây mà em còn lại mà cây em còn lại nó đang đâm thân ra. Anh em thích thì anh em là để, còn không thích thì anh em lại bỏ ha. Rồi cây T14 này em cũng giao lưu cô chú rồi, 1.150.000 ha. Chưa. Rồi em xem một vòng rồi nó đổi cây không chú. Rồi đổi cây của chú nhiều ba. Rồi tiếp theo là T15 không chú. Tiếp theo mã số T15. Rồi cũng cách từ 24 cây mai ha, mai là toàn bộ là dấu ghim dấu hộp không chú. Bông từ 5, 7, 9, 12 cánh ha. Con gậy hết, từ 5 đến 12 cánh. Đó. Này em vô cái chậu này hiện tại là chậu 3 tấc rưỡi ha. Và anh em về thích, anh em muốn vô chậu lớn hơn mình nuôi mình chơi thì khoảng về khoảng 2 tháng sau mình bỏ qua chậu lớn mình chơi ha. Tạm thời em vô gì ha. Đang về về cho mình dễ xử lý. Tư nước cũng dễ. Rồi, cái vành đế là được 52 đó chú. Rồi cái cọ cái bụng là được 103 ha. Rồi bụng 103. Rồi cái cổ là được 44 không chú? Chiều cam đo chưa đâu? Chưa. Chưa. Rồi lộn. Rồi chiều cao được 92 không chú? Rồi chiều cao 92. Nó rất là đều đều với nhau ha. Cái hàng này em lựa một cây một thức cỡ một em làm ha cô chú. Rất đều có đẹp ha. Rồi cây T15 này em cũng giao lưu cô chú rồi giá 1.150.000 ha. Em bao ship cho cô chú mình tới nhà luôn ha. Thì địa chỉ của em cũng là xã Tân Thiện, huyện Gia Lách ha cô chú. Thì số điện thoại cũng là 0898147896 ha. Em tên là Tình ha cô chú. Rồi em đổi qua cây số 15 luôn, 16 luôn cô chú. Rồi tiếp theo mã số 16. T16 ha cô chú. Rất là đều có đẹp ha, nhìn nè. Ôm tầm ha. Rồi T16 là cây cuối cùng thôi chú. Rồi tiếp theo nữa T16 của chú gì bạn? Một cặp thì 2.1.000. Một cặp là nó 2.1.000 ha. Anh em lấy một cây thì nó 1.150.000 thôi chú. Anh em trả xuống 1.1.000 thì em cũng bán luôn. Bớt 50 cho anh em ha. Rồi chiều cao. Chiều cao được là 90 ha cô chú. Rồi chiều cao 90 cô chú anh chị ơi. Vành đế là nó được là 53 ha cô chú. Rồi đế 53. Cái bụng thôi chú, cái bụng to ha. Ra được 102 ha. Rồi cái cổ là được 44 thôi chú. Rồi cổ 44. Em đo thử cái tầng ngang này ha. Tầng ngang được nằm hiện tại là nó nằm 40 thôi chú. Rồi cây T16 ha. T16 cũng là cây cuối clip thôi chú. Thì cây T16 này muốn giao lưu cô chú là 1.150.000 ha. Rồi đồng giá 1.150.000 một cây. Một cặp, rồi, một cặp là nó có giá hữu nghị 2.1 nha cô chú. Nói chung nó cao hơn rồi nó tiền ship nó sẽ cao hơn cô chú. Rồi cái thùng này cũng phải cao hơn nữa. Nên em mới đóng được cái gáy nên em tính tiền ship vô chứ là cái cây thì nó cũng là vậy thôi chú. Đây, rồi cây này cũng cao. Là cây cuối cùng anh đây. Đây rồi. Rồi cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú ha, cũng cho bỏ chút cái thời gian
Rồi em cũng xin cảm ơn cô chú, hẹn gặp lại những cái clip tiếp theo ha Linh. Rồi xin chào luôn, rồi. Chào anh Tịnh luôn. Rồi chào cô chú chị các bạn luôn. Rồi mình học nhãn cái nào liên hệ ha, mặt số nào ha. Rồi xin chào luôn cô chú chị các bạn.